Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của Tuấn Motor nha. Hôm nay Tuấn Motor tiếp tục giới thiệu cho anh em chiếc xe Super Hatchline 170 nha. Dòng xe 2 máy V nha. Dòng xe kiểu dáng châu Âu rất là đẹp nha anh em. Dòng xe này rất là hiếm nè. Mẫu 883 nha. Super Hatchline, Super Hatchline 170 nha. Mẫu 883 nha. Dòng xe 2 máy V nha. Nhìn rất là đẹp luôn. Kiểu dáng châu Âu nha. Chạy rất là ngầu nha. Tiếng bô nổ rất là hay nha. Xe là máy móc là còn nguyên ring nha. Chạy rất là nhẹ, cực kỳ êm luôn. Anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc cho em liền nha. Số điện thoại là 0369 669 659 để chốt giá nha. Vì dòng xe thì dòng xe Hatchline, Super Hatchline này rất là hiếm nha. Nên anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc cho em liền. Super Hatchline nha, 170 nha. Dòng xe 2 máy V. Xe kiểu dáng rất là ngầu, rất là đẹp nha. Tiếng bô nổ rất là hay luôn. Xe này máy móc là còn nguyên ring, rất là đẹp. Xí nữa em sẽ tới tiếng máy nổ cho anh em nghe nha. Máy nổ rất là hay luôn. Và giá của nó là 58 triệu nha anh em. Giá của nó là 58 triệu. Anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc cho em liền để chốt giá nha. Vì xe còn rất là đẹp anh em. Máy nổ rất là êm luôn. Kiểu dáng rất là đẹp luôn. Hệ thống đi trước CBS luôn. Đó, cái này là CBS đi trước. Nó trang bị đĩa trước và đĩa sau nha. Đĩa trước, đĩa sau luôn. Rất là đẹp. Nước xi rồi còn rất là sáng luôn. Rất là đẹp anh em. Nên anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc cho em liền để chốt giá nha. Thì theo quá đẹp.
Để xem em tắt cái máy luôn cho anh em nghe luôn. Hết số cho. Đề đây nè, đây là nút đề. Máy rất là êm nha, tiếng bô nổ rất là hay luôn. Em xin test cái máy tắt máy. Quá đẹp anh em, giá chỉ có 58 triệu thôi. Em thấy xe quá đẹp luôn. Super Hercules 170. Dòng xe hai máy nha, hai máy V luôn, rất là đẹp luôn. Máy nổ rất là lực, rất là mạnh. Xe còn nguyên zin. Máy map chưa sửa chữa nha. Anh em nào cảm thấy video hay thì bấm like giùm em nha, chia sẻ giùm em để theo dõi nhiều video sau nha. Rất là đẹp anh em. Anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc liền nha. Hoặc tới địa chỉ cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Hoặc tới cửa hàng là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc liên lạc trên số điện thoại là 0369 nha, 669 659 để chốt giá nha. Rồi em xin chào tạm biệt khách anh em nha. Hẹn anh em video sau nha. Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của Tuấn Motor nha. Hôm nay Tuấn Motor tiếp tục giới thiệu cho anh em chiếc xe Super Hercules 170 nha. Dòng xe hai máy V nha. Dòng xe kiểu dáng châu Âu rất là đẹp nha anh em. Dòng xe này rất là hiếm nè. Mẫu 883 nha. Super Hercules 170 nha. Mẫu 883 nha. Dòng xe hai máy V nha, nhìn rất là đẹp luôn. Kiểu dáng châu Âu nha, chạy rất là ngầu nha, tiếng bô nổ rất là hay nha. Xe là máy móc là còn nguyên zin nha, chạy rất là nhẹ. Cực kỳ êm luôn. Anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc cho em liền nha. Số điện thoại là 0369 669 659 để chốt giá nha. Vì dòng xe thì dòng xe Hercules Super Hercules này rất là hiếm nha. Nên anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc cho em liền. Super Hercules nha, 170 nha, dòng xe hai máy V. Xe kiểu dáng rất là ngầu, rất là đẹp nha. Tiếng bô nổ rất là hay luôn. Xe này máy móc là còn nguyên zin, rất là đẹp.